tìm bạn trai như thế nào không? Em thích người mẫu bạn trai trưởng thành, chín chắn, là người có đạo đức, có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ lắng nghe. Nếu mà thương em thì phải thương gia đình em ạ. Ừ, mình chưa có quen bạn trai, chắc là ở nhà ba mẹ cũng cũng cưng ha. Dạ, hối rồi chị. Hối rồi hả? Dạ. Ở nhà có coi tuổi coi tác gì không? Mẹ em thì không có coi, mà em thì buồn buồn em cũng có đi coi bói. Có đi coi bói nữa, rồi thầy bói nói thì sao? Dạ, thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. em trai sinh năm nhiêu? Chúc gặp bói liền nha. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa. Trời dạ. Ơi, vậy là trúng rồi ha. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Mẫu người lý tưởng của em là người phụ nữ thiên về gia đình, biết nấu ăn. Thì người nào cũng biết nấu mà. À, không lo. Ăn được hay không mới quan trọng. Em rất là dễ ăn, không sao cả. À, đặc biệt là người phụ nữ phải biết quan tâm với gia đình. Có gì khó hơn không? Chiều cao, thước tất, tóc tai gì đó, có yêu cầu gì không? À, mấy cái điều ngoại hình đó thì không quan trọng lắm. Qua xem đàn gái. Trời dạ, ơi, em chào anh. Gái cho Thành dễ thương ta. Dạ, anh cũng đẹp trai quá. Trời ơi. Chàng trai bên đây thì cũng dễ thương, ổn định, lánh lợi. Dạ. Nhưng mà em không thích điều gì nhất? Em không thích hút thuốc ạ. Em nghe, em hủi mùi hút không được ạ. Em bị ngợp ạ. Có hút không? Em là ghét nhất thuốc, ghét nhất thuốc. Ghét thuốc? Dạ, được rồi ạ. Thích nhậu không? Dạ không, nhậu có chừng mực là được ạ. Em biết nhậu nhưng mà để làm ăn thôi. Ờ, được. Anh thấy đàn trai cũng ổn, đàn gái dễ thương. À, với lại... Ừ, gì nữa? Yêu cầu gì nữa? Em không thích con trai gia trưởng nữa. Với lại nói nhiều, nói mà không hứa nhiều ấy. Hứa mà không làm á anh. À, hứa không làm thì được chứ nói nhiều bên đây chắc có nói nhiều rồi đó. Hứa có làm không? Ở đây nói nhiều nhưng mà nói được làm được. Đúng rồi, đó dạ. Là bản lĩnh của đàn ông. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Tiền Giang với Cần Thơ hợp lý. Chúc mừng hai bạn. Rồi giờ nếu được thì chừng nào đám cưới được nè. Ba mẹ hối rồi đó, chừng nào cưới được. Thời gian thì không quan trọng, chủ yếu là hai người hợp và hiểu nhau mà. Lúc nào cũng được hết. Làm dâu được không? Anh ở Cần Thơ luôn hả? Anh Cần Thơ, anh con út. Em con một nên đi xa không được. Nếu mà làm dâu thì em sẽ học hỏi hả? Sẽ cố gắng. Gia đình anh thì cũng không có yêu cầu làm dâu. Bắt rễ được không? Bắt làm rễ thì mình vẫn chấp nhận. Tại vì mình thương thì mình chấp nhận. Mình thích bạn trai cao thấp mập ốm như thế nào không? Dạ, cao cao xíu, cao hơn em xíu cũng được nữa chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m6 hả? Rồi em anh 1m62. Hơn 2 phân được không? Hơn được. Xíu rồi đó. Được ha, hợp lý dạ. Ha. Bên này người ta muốn lấy sớm đó. Bên này mình chuẩn bị sao? Cho duyên hai người coi như thế nào, coi gặp mặt có hợp hay không. Mà cái ý em á là em muốn chừng nào kết hôn là phù hợp? Thấp nhất thì cũng sang năm sau. Nghe vậy thấy được không? Dạ cũng được. Muốn hỏi gì nữa không? Cho anh hỏi một câu là em có ước mơ gì sắp tới? Em muốn đổi một công việc nào đó nó có thể giúp cho gia đình em hơn ạ. Về kinh tế hơn. Dạ em muốn buôn bán hơn, tự mình ở nhà làm. Ví dụ như buôn bán thì em thích buôn bán cái gì? Dạ buôn bán quần áo hay mỹ phẩm gì đó. Về quần áo thì anh có một tí kinh nghiệm, tại vì anh đã từng mở shop thời trang. Dạ. Anh có thể giúp em cái chuyện đó. Dạ. Nói chung đây cũng là một cô gái thông minh, nếu như em hướng dẫn làm tài chính chung với em cũng là rất là tốt. Ví dụ như kết hôn rồi thì em ở đâu? Em thích ở đâu? Em muốn ở gần gia đình mình hơn ạ. Vì em là con một nên em muốn chăm sóc ba mẹ. Cái vấn đề đó thì đối với anh nó dễ lắm. Tại vì anh thì quen đi tới lui như vậy rồi. Nói chung là Tiền Giang gần lắm. Em thì em muốn một người bình giản dị thôi. Chứ em không có muốn mà đua đòi này kia với người ta. Nên em quan trọng là gia đình hơn. Đó là người phụ nữ anh cần mà. Tại bên ngoài anh lo được. Em nhìn anh giây phút ban đầu thì em thấy như thế nào? Cũng đẹp trai, trắng trẻo. Cái quan trọng là về tính cách á, em thấy có hợp không? Em thấy anh là người trưởng thành ạ. Em cảm nhận người bạn nữ này lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy là người như thế nào? Chưa một mối tình nào, chưa nắm tay bạn trai một lần nào luôn nhé. Bạn nữ này thì vô cùng hiền, phúc hậu, là người phụ nữ gia đình tốt. Bạn em hãy tiến tới nói một cái điều gì đó với cổ, hoặc là hát tặng cổ một bài hát đặc biệt gì đó, giống như thay một lời tỏ tình ngày hôm nay. Em hát thì không được hay lắm, nhưng mà cũng có thể hát tặng một bạn nữ một đoạn. Rồi. Nhưng mà em run quá, cho một tràng pháo tay kích lệ được không? Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em? Rừng ngả lá gió từng đêm nhớ.
nhắc nhở thì thầm. Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cũng mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình xa nhau nên mới dâng hương. Vì mình xa, vì em cung quá. Rồi. Đang hay à, còn câu cuối nữa hả? Là đầu tiên em rung như vậy. Trái tim mình nó có rung động rồi đó em. Tốt. Ok. Em muốn tìm người bạn gái như thế nào, nói chị nghe thử coi. Em có làm một cái bài thơ. À rồi, đọc để, luôn. Để em xin phép đọc vào trong đó. Em có dạ. Bắt đầu. Dạ. Hôm nay tôi đi hẹn hò, trong lòng háo hức cũng lo rất nhiều. Hiện giờ chưa có người yêu, làm sao thổ lộ bấy nhiêu nỗi niềm. Đành chờ tiếng gọi con tim, hòa cùng nhịp đập sẽ tìm thấy nhau. Bao năm sống trong âu sầu, bao năm mong đợi nàng dâu thảo hiền. Cũng vì chưa có cái duyên, gặp người như ý hàn huyên chuyện đời. Bên nhau những chuyến vui chơi, hưởng tuần trăng mật tuyệt vời vinh bơ. Dù biết mới chỉ là mơ, sẽ thành hiện thực chỉ chờ em thôi. Tim anh hồi hộp lắm rồi, chờ được gặp mặt đứng ngồi không yên. Cố gắng không bị ngã nghiêng, để gặp cô gái như tiên giáng trần. Công dung ngôn hạnh tảo tần, thông minh hiểu biết cũng cần chút thôi. Thể thao cũng nên biết chơi, hiền diệu hiếu thảo vâng lời mẹ cha. Càng ít la cà quán ba, thâu đêm suốt sáng lơ là chồng con. Còn chuyện làm đẹp phấn son, anh rất thoải mái miễn còn tiền tiêu. Còn anh hứa sẽ cưng chiều, quan tâm chăm sóc, thương yêu mỗi ngày. Sẽ không cờ bạc rượu say, chỉ lo tu tỉnh ăn chay ở nhà. Không phải giám đốc đại gia, cũng chẳng xế hộp villa nhà lầu. Nhưng em chớ có lo âu, bù lại anh cũng rất ngầu đó nha. Và anh cũng biết lo xa, trụ cột vững chắc cho gia đình mình. Sẽ luôn lãng mạn chung tình, giữ cho mái ấm yên bình về sau. Tâm đầu ý hợp bên nhau, chẳng ngại gian khổ thương đau trên đời. Có lẽ bấy nhiêu đủ rồi, để dành tâm sự khi ngồi bên em. Giờ anh chỉ đợi tấm rèm kéo lên để thấy dáng em thiên thần. Được. Một sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Tôi đồng ý rồi đó. Bài thơ rất là hay. Gieo vần đồ dữ ha. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào, chị qua chị coi liền luôn. Chị đang sung lắm rồi, muốn qua coi. Người em cần là cao trên 1m70. Có. Có. Ngoại hình thì cũng ơi nhìn tí xíu. Trời cười ghê vậy. Được, cười tươi. À, không hói. Người đàn ông giống như anh Quyền Linh á. Cái tính cách đó chị. Hơi xúc động ha, đổ mồ hôi trán quá trời ha. Tính cách giống anh nó vui vẻ đó. Trán hơi cao chút thôi chứ không có hói. Và là người có ý chí cầu tiến. Cái gì em không thích ở người bạn trai? Gia trưởng, anh có hút thuốc không anh? À không biết hút thuốc. Anh có em gái mưa hay là chị gái nắng không? Em nuôi rồi đó có không? À không, nhà có hai anh em trai. Không có. Anh này thiệt tình lắm, em nói bóng nói gió anh không hiểu luôn. Có thể là hiểu. Không có. Hồi nãy em chưa có nghe rõ tên của anh. Tên gì ở đâu? Tên Linh. Ở đâu? Dạ, ở Hồ Chí Minh. Anh ơi, anh ở quận mấy à? À, quận 10 em. Dạ. Bây giờ được thì chừng nào tiến tới hôn nhân? Chắc phải vài tháng. Không thể tìm hiểu coi có thực sự khớp không. Ừ. Có làm dâu không? Cái đó thì em rất là tôn trọng bạn gái. Ví dụ như mình thỏa thuận với nhau, mình có sống chung với gia đình không? Đôi bên cũng 30 rồi. Hạ bớt tiêu chuẩn mình xuống một xíu ha. Anh Linh em nhớ quận mấy không? Dạ, quận 10. Đúng rồi. Anh Linh đang ở quận 10. Dạ. Đẹp trai, dễ mến, hay cười bạn ơi. Bạn thích thì rủ đi chơi, không thích thì rủ đi bơi, cũng đỡ buồn. Có ghen không? Có anh, là phụ nữ ai cũng phải ghen. Ghen anh là em làm marketing á, tổ chức sự kiện. Gặp với nhiều bạn nữ đẹp không biết nữa. Không biết bạn có thấy khó chịu hay là cái gì không? Cái đó là do cái môi trường của mình làm việc. Khi anh ngồi trong phòng là bạn gái đẹp không ngồi trống á. Quan trọng là mình có lập trường của mình nó phải vững. Đúng rồi. Bên đàn gái cũng dễ thương đấy em. Dạ. Dễ thương, bên đây cũng dễ mến nữa. Thì em cũng hiền. Dạ. Nhưng mà
cùng Dung cùng Hạnh đó là có đó. Cũng đẹp và cũng biết cách ăn mặc. Em cảm ơn anh ạ. À, thế còn em nghĩ gì anh? Thì cách nói chuyện của anh thì cũng là gần gũi, thân thiện với lại cũng chân thật. Anh có thích đi du lịch nước ngoài không ạ? À có. Dạ, vậy là em với anh cũng có chung quan điểm. Kế hoạch mình hẹn hò sao, bao lâu thì mình đi chơi, mình hẹn hò ở đâu, rồi bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Thì cái việc tiến tới hôn nhân thì em chia sẻ thì mình còn phải có thời gian mình tìm hiểu, và mình cũng phải cái bước đầu này thì ví dụ như là mình đã gặp nhau vậy rồi thì cũng là một cái duyên, ví dụ duyên anh cũng sẽ trân trọng cái duyên này. Dạ. Bây giờ mỗi người nói một câu, câu gì đó mình đang suy nghĩ điều gì trong đầu về đối phương. Nói chung anh chuẩn bị nói nhiều lắm mà không biết sao lên đây cũng quên hết trơn rồi. Thì anh chỉ nói em cứ làm theo tiếng gọi của con tim mình và cả lý trí nữa. Và em thấy nếu anh là phù hợp thì em bấm nút, còn không cần phải mình phải lịch sự hay là gì hết á. Dạ. Thì đây là tình yêu thì mình không thể miễn cưỡng được, thích thì phải bấm đó. Thì anh chỉ nói vậy thôi. Còn chính xác. Anh nghĩ là mình nên cho nhau một cái cơ hội.